Kính thưa các quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải có thông báo về việc mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 18B từ bến xe Thượng Lý đi phà Dương Áo và ngược lại. Đây là tuyến xe buýt có cự ly 28,5 km thuộc trong chương trình trợ giá xe buýt của thành phố do Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chịu trách nhiệm khai thác và quản lý. Thời gian hoạt động hàng ngày của tuyến tại bến xe khách Thượng Lý bắt đầu từ 4 giờ 40 đến 18 giờ. Tại bến phà Dương Áo bắt đầu từ 5 giờ 50 đến 19 giờ 10 theo lộ trình. Bến xe khách Thượng Lý, đường Hùng Vương, cầu Tâm Bạc, đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Nguyên Hãn, cầu Niệm, đường Trường Chinh, Quán Trữ, đường Lê Duẩn, DT360, trường Đại học Hải Phòng, ngã 5 Kiến An, đường Nguyễn Lương Bằng, ngã 3 Đa Phúc, DT361, cầu Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, DT362, ngã 4 Trà Phương, DT363, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, DT363, bến phà Dương Áo và ngược lại. Trên toàn tuyến có 94 điểm đỗ đón trả khách, bao gồm 47 điểm chiều đi và 47 điểm chiều về. Do được thành phố hỗ trợ nên tuyến xe này có mức giá vé rất rẻ, chỉ 13.000 đồng một vé một lượt. Giá vé tháng là 250.000 đồng một vé tháng. Giá vé ưu tiên gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam, 200.000 đồng vé một tháng. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn vé. Ngày 1 tháng 5 2022, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng sẽ đưa vào khai thác tuyến xe này. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 18B, bến xe Thượng Lý, bến phà Dương Áo với những nội dung như sau. Một là về thông tin tuyến, đơn vị khai thác tuyến là Công ty Đường bộ Hải Phòng, số hiệu tuyến là 18B, cự ly tuyến là 28,5 km. Hành trình chạy xe gồm bến xe khách Thượng Lý, đường Hùng Vương, cầu Tam Bạc, đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Nguyễn Hãn, cầu Niệm 1, đường Trường Chinh, Quán Trữ, đường Lê Duẩn, DT360, trường Đại học Hải Phòng, ngã 5 Kiến An, đường Nguyễn Lương Bằng, ngã 3 Đa Phúc, DT361, cầu Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, DT362, ngã 4 Trà Phương, DT363, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, DT363, bến phà Dương Áo và ngược lại. Điểm đầu tuyến là bến xe khách Thượng Lý, điểm cuối tuyến là bến phà Dương Áo. Điểm dừng gồm chiều bến xe khách Thượng Lý, bến phà Dương Áo, 1 là bến xe khách Thượng Lý, 2 đối diện trường dạy nghề xi măng, 3 đối diện ngõ 144 đường Hùng Vương, 4. Chân cầu Tam Bạc đường Hùng Vương, 5. Chân cầu Tam Bạc đường Nguyễn Đức Cảnh, 6. Nhà thờ Thiên Chúa đường Trần Nguyên Hãn, 7. Số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 8. Đối diện trường Cao đẳng Y, 9. Công ty xây dựng Bạch Đằng, 10. Số
376 đường Trần Nguyên Hãn. 11. Số 18 đường Trường Chinh. 12. Đối diện Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. 13. Số 520 đường Trường Chinh. 14. Số 88 đường Trường Chinh, chợ Rầm Chiều. 15. Số 110 đường Lê Duẩn. 16. Số 232 đường Lê Duẩn. 17. Cổng trường dạy nghề quân khu 3. 18. Đối diện Bộ Tư lệnh quân khu 3. 19. Đối diện ngõ 80 Trần Thiết Tâm. 20. Số 269 đường Phan Đăng Lưu. 21. Cổng khu văn phòng trường Đại học Hải Phòng. 22. Cạnh cổng C trường Đại học Hải Phòng. 23. Trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An. 24. Đối diện trung tâm dạy nghề quận Kiến An. 25. Số 328 Nguyễn Lương Bằng. 26. Cổng làng Vụ Sơn quận Kiến An. 27. Điện lực Kiến An. 28. Đối diện chùa Quỳnh. 29. Cổng làng Đậu Sơn. 30. Số 821 Mạc Đăng Doanh. 31. Số 36 ngã ba Đa Phúc. 32. Số 54 DT361. 33. Đối diện Ngân hàng Chính sách xã Đông Phương. 34. Đối diện Ngân hàng Chính sách xã Đại Đồng. 35. Đối diện Công ty May Việt Hàn. 35. Đối diện Công ty May Việt Hàn. 36. Đối diện hạt đường bộ Kiến Thụy. 37. Chân cầu Đối. 38. Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. 39. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn. 40. Ngã tư Cẩm La DT362. 41. Ngã tư Trà Phương. 42. Chùa Vĩnh Khánh. 43. Chùa Trung Linh. 44. Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào. 45. Cổng làng Ngọc Tỉnh. 46. Cổng làng Đa Ngư. 47. Bến phà Dương Áo. Chiều bến phà Dương Áo đến bến xe Thượng Lý. 1. Bến phà Dương Áo. 2. Cổng làng Đa Ngư. 3. Cổng làng Ngọc Tỉnh. 4. Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào. 5. Chùa Trung Linh. 6. Chùa Vĩnh Khánh. 7. Ngã tư Trà Phương. 8. Ngã tư Cẩm La DT362. 9. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn. 10. Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. 11. Chân cầu Đối. 12. Hạt đường bộ Kiến Thụy. 13. Công ty May Việt Hàn. 14. Ngân hàng Chính sách xã Đại Đồng. 15. Ngân hàng Chính sách xã Đông Phương. 16. Đối diện số 54 DT361. 17. Đối diện ngã ba Đa Phúc. 18. Đối diện số 821 Mạc Đăng Doanh. 19. Đối diện cổng làng Đậu Sơn. 20. Chùa Quỳnh. 21. Đối diện điện lực Kiến An. 22. Đối diện cổng làng Vụ Sơn quận Kiến An. 23. Đối diện 328 Nguyễn Lương Bằng. 24. Trung tâm dạy nghề quận Kiến An. 25. Đối diện Trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An. 26. Đối diện cổng C trường Đại học Hải Phòng. 27. Đối diện cổng khu văn phòng trường Đại học Hải Phòng. 28. Đối diện số 269 đường Phan Đăng Lưu. 29. Ngõ 80 Trần Thiết Tân. 29. Ngõ 80 Trần Thiết Tâm. 30. Bộ Tư lệnh Quân khu 3. 31. Đối diện cổng trường dạy nghề Quân khu 3. 32. Đối diện số 232 đường Lê Duẩn. 33. Đối diện 110 đường Lê Duẩn. 34.
đối diện số 88 Trường Chinh, chợ Đầm Chiều. 35, đối diện số 520 đường Trường Chinh. 36, Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. 37, đối diện số 18 đường Trường Chinh. 38, Bến Xe Niệm Nghĩa. 39, đối diện Công ty Xây dựng Bạch Đằng. 40, Cổng Trường Cao Đẳng Y. 41, đối diện số 86 đường Trần Nguyên Hãn. 41, đối diện số 86 đường Trần Nguyên Hãn. 42, Vườn Hoa Tam Bạc. 43, chân cầu Tam Bạc đường Hùng Vương. 44, ngõ 144 đường Hùng Vương. 45, Vimcom Sở Dầu. 46, trường dạy nghề xi măng. 47, bến xe khách Thượng Lý. Biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động của tuyến. Bến xe khách Thượng Lý. Một, giờ xuất bến. Nốt 1, 4:40. 2, 5:10. 3, 5:40. 4, 6:10. 5, 6:40. 6, 7:10. 8, 7:45. 8, 8:20. 9, 8:55. 10, 9:30. 11, 10:05. 12, 10:40. 13, 11:15. 14, 11:50. 15, 12:25. 16, 13:00. 17, 13:35. 18, 14:15. 19, 14:55. 20, 15:35. 21, 16:10. 22, 16:45. 23, 17:20. 24, 18:00. Chuyến cuối cùng từ bến xe Thượng Lý đi phà Dương Áo. Bến phà Dương Áo đi Thượng Lý. Nốt 1. Rồi đến nốt 24. Nốt 1 là 5:50. 2 là 6:20. 3 6:50. 4 7:20. 5 7:50. 6 8:20. 7 8:55. 8 9:30. 9 là 10:05. 10 là 10:40. 11 11:45. 12 11:50. 13 12:25. 14 13:00. 15 13:40. 16 14:20. 17 là 15:00. 18 15:35. 19 16:05. 20 16:45. 21 17:20. 22 17:55. 23 là 18:30. 24 là 19:10. Chuyến cuối cùng từ phà Dương Áo về bến xe Thượng Lý. Thời gian hoạt động của tuyến bến xe khách Thượng Lý từ 4:40 đến 18:00 hàng ngày. Bến phà Dương Áo từ 5:50 đến 19:10 hàng ngày. Tần suất hoạt động là 20 đến 40 phút một chuyến. Nhãn hiệu sức chứa màu sơn đặc trưng của phương tiện, nhãn hiệu Samco, sức chứa 21
chỗ ngồi và 19 chỗ đứng. Màu sơn đặc trưng là trắng, vàng và đỏ. Giá vé lượt đồng hạng là 13 đồng một vé một lượt. Giá vé tháng là 250 đồng một vé tháng. Giá vé ưu tiên là 200 đồng một vé tháng. Đối tượng ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam. Miễn vé đi lại cho các đối tượng như trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng. Vậy thông báo cho mọi người nắm được để chúng ta đón xe đi lại được thuận tiện, dễ dàng. Rất cảm ơn Công ty Đường bộ Hải Phòng. Thank you.
tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 18B từ bến xe Thượng Lý đi phà Dương Áo và ngược lại. Đây là tuyến xe buýt có cự ly 28,5 km thuộc trong chương trình trợ giá xe buýt của thành phố do Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chịu trách nhiệm khai thác và quản lý. Thời gian hoạt động hàng ngày của tuyến tại bến xe khách Thượng Lý bắt đầu từ 4 giờ 40 đến 18 giờ. Tại bến phà Dương Áo bắt đầu từ 5 giờ 50 đến 19 giờ 10 theo lộ trình. Bến xe khách Thượng Lý, đường Hùng Vương, cầu Tam Bạc, đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Nguyên Hãn, cầu Niệm, đường Trường Chinh, Quán Trữ, đường Lê Duẩn, DT360, trường Đại học Hải Phòng, ngã 5 Kiến An, đường Nguyễn Lương Bằng, ngã 3 Đa Phúc, DT361, cầu Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, DT362, ngã 4 Trà Phương, DT363, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, DT363, bến phà Dương Áo và ngược lại. Trên toàn tuyến có 94 điểm đỗ đón trả khách, bao gồm 47 điểm chiều đi và 47 điểm chiều về. Do được thành phố hỗ trợ nên tuyến xe này có mức giá vé rất rẻ, chỉ 13.000 đồng một vé một lượt. Giá vé tháng là 250.000 đồng một vé tháng. Giá vé ưu tiên gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam, 200.000 đồng vé một tháng. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn vé. Ngày 1 tháng 5 2022, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng đưa vào khai thác tuyến xe này. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 18B, bến xe Thượng Lý, bến phà Dương Áo với những nội dung như sau. Một là về thông tin tuyến. Đơn vị khai thác tuyến là Công ty Đường bộ Hải Phòng. Số hiệu tuyến là 18B. Cự ly tuyến là 28,5 km. Hành trình chạy xe gồm bến xe khách Thượng Lý, đường Hùng Vương, cầu Tam Bạc, đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Nguyễn Hãn, cầu Niệm 1, đường Trường Chinh, Quán Trữ, đường Lê Duẩn, DT360, trường Đại học Hải Phòng, ngã 5 Kiến An, đường Nguyễn Lương Bằng, ngã 3 Đa Phúc, DT361, cầu Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, DT362, ngã 4 Trà Phương, DT363, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, DT363, bến phà Dương Áo và ngược lại. Điểm đầu tuyến là bến xe khách Thượng Lý, điểm cuối tuyến là bến phà Dương Áo. Điểm dừng gồm chiều bến xe khách Thượng Lý đến phà Dương Áo, 1 là bến xe khách Thượng Lý, 2 đối diện trường dạy nghề xi măng, 3 đối diện ngõ 144 đường Hùng Vương, 4. Chân cầu Tam Bạc đường Hùng Vương, 5. Chân cầu Tam Bạc đường Nguyễn Đức Cảnh, 6. Nhà thờ Thiên Chúa đường Trần Nguyên Hãn, 7. Số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 8. Đối diện trường Cao đẳng Y, 9. Công ty xây dựng Bạch Đằng, 10. Số 376 đường Trần Nguyên Hãn, 11.
số 18 đường Trường Chinh, 12, đối diện Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. 13, số 520 đường Trường Chinh. 14, số 88 đường Trường Chinh, chợ Rầm Chiều. 15, số 110 đường Lê Duẩn. 16, số 232 đường Lê Duẩn. 17, cổng trường dạy nghề quân khu 3. 18, đối diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3. 19, đối diện ngõ 80 Trần Thiết Tâm. 20, số 269 đường Phan Đăng Lưu. 21, cổng khu văn phòng trường Đại học Hải Phòng. 22, cạnh cổng C trường Đại học Hải Phòng. 23, trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An. 24, đối diện trung tâm dạy nghề quận Kiến An. 25, số 328 Nguyễn Lương Bằng. 26, cổng làng Vũ Sơn quận Kiến An. 27, điện lực Kiến An. 28, đối diện chùa Quỳnh. 29, cổng làng Đậu Sơn. 30, số 821 Mạc Đăng Doanh. 31, số 36 ngã ba Đa Phúc. 32, số 54 DT361. 33, đối diện Ngân hàng Chính sách xã Đông Phương. 34, đối diện Ngân hàng Chính sách xã Đại Đồng. 35, đối diện Công ty May Việt Hàn. 35, đối diện Công ty May Việt Hàn. 36, đối diện hạt đường bộ Kiến Thụy. 37, chân cầu Đối. 38, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. 39, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn. 40, ngã tư Cẩm La DT362. 41, ngã tư Trà Phương. 42, chùa Vĩnh Khánh. 43, chùa Trung Linh. 44, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào. 45, cổng làng Ngọc Tỉnh. 46, cổng làng Đa Ngư. 47, bến phà Dương Áo. Chiều bến phà Dương Áo đến bến xe Thượng Lý. 1, bến phà Dương Áo. 2, cổng làng Đa Ngư. 3, cổng làng Ngọc Tỉnh. 4, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào. 5, chùa Trung Linh. 6, chùa Vĩnh Khánh. 7, ngã tư Trà Phương. 8, ngã tư Cẩm La DT362. 9, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn. 10, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. 11, chân cầu Đối. 12, hạt đường bộ Kiến Thụy. 13, công ty may Việt Hàn. 14, ngân hàng chính sách xã Đại Đồng. 15, ngân hàng chính sách xã Đông Phương. 16, đối diện số 54 DT361. 17, đối diện ngã ba Đa Phúc. 18, đối diện số 821 Mạc Đăng Doanh. 19, đối diện cổng làng Đậu Sơn. 20, chùa Quỳnh. 21, đối diện điện lực Kiến An. 22, đối diện cổng làng Vũ Sơn, quận Kiến An. 23, đối diện 328 Nguyễn Lương Bằng. 24, trung tâm dạy nghề quận Kiến An. 25, đối diện trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An. 26, đối diện cổng C trường Đại học Hải Phòng. 27, đối diện cổng khu văn phòng trường Đại học Hải Phòng. 28, đối diện số 269 đường Phan Đăng Lưu. 29, ngõ 80 Trần Thiết Tân. 29, ngõ 80 Trần Thiết Tâm. 30, Bộ Tư lệnh Quân khu 3. 31, đối diện cổng trường dạy nghề Quân khu 3. 32, đối diện số 232 đường Lê Duẩn. 33, đối diện 110 đường Lê Duẩn. 34, đối diện số 88 Trường Chinh, chợ Đầm Chiều. 35,
đối diện số 520 đường Trường Chinh, 36 Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, 37 đối diện số 18 đường Trường Chinh, 38 Bến Xe Niệm Nghĩa, 39 đối diện Công ty Xây dựng Bạch Đằng, 40 Cổng Trường Cao đẳng Y, 41 đối diện số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 41 đối diện số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 42 Vườn Hoa Tam Bạc, 43 chân cầu Tam Bạc đường Hùng Vương, 44 ngõ 144 đường Hùng Vương, 45 Vimcom Sở Dầu, 46 trường dạy nghề xi măng, 47 bến xe khách Thượng Lý. Biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động của tuyến. Bến xe khách Thượng Lý. Một, giờ xuất bến. Nốt 1, 4:40. 2, 5:10. 3, 5:40. 4, 6:10. 5, 6:40. 6, 7:10. 8, 7:45. 8, 8:20. 9, 8:55. 10, 9:30. 11, 10:05. 12, 10:40. 13, 11:15. 14, 11:50. 15, 12:25. 16, 13:00. 17, 13:35. 18, 14:15. 19, 14:55. 20, 15:35. 21, 16:10. 22, 16:45. 23, 17:20. 24, 18:00. Chuyến cuối cùng từ bến xe Thượng Lý đi Phà Dương Áo. Bến Phà Dương Áo đi Thượng Lý. Nốt 1. Và đến nốt 24. Nốt 1 là 5:50. 2 là 6:20. 3 6:50. 4 7:20. 5 7:50. 6 8:20. 7 8:55. 8 9:30. 9 là 10:05. 10 là 10:40. 11 11:45. 12 11:50. 13 12:25. 14 13:00. 15 13:40. 16 14:20. 17 là 15:00. 18 15:35. 19 16:05. 20 16:45. 21 17:20. 22 17:55. 23 là 18:30. 24 là 19:10. Chuyến cuối cùng từ Phà Dương Áo về bến xe Thượng Lý. Thời gian hoạt động của tuyến bến xe khách Thượng Lý từ 4:40 đến 18:00 hàng ngày. Bến Phà Dương Áo từ 5:50 đến 19:10 hàng ngày. Tần suất hoạt động là 20 đến 40 phút một chuyến. Nhãn hiệu sức chứa màu sơn đặc trưng của phương tiện, nhãn hiệu Samco, sức chứa 21 chỗ ngồi và 19 chỗ đứng. Màu sơn đặc trưng là
trắng, vàng và đỏ. Giá vé lượt đồng hạng là 13 đồng một vé một lượt. Giá vé tháng là 250 đồng một vé tháng. Giá vé ưu tiên là 200 đồng một vé tháng. Đối tượng ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam. Miễn vé đi lại cho các đối tượng như trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng. Vậy thông báo cho mọi người nắm được để chúng ta đón xe đi lại được thuận tiện, dễ dàng. Rất cảm ơn Công ty Đường bộ Hải Phòng.
hành khách công cộng bằng xe buýt số 18B từ bến xe Thượng Lý đi phà Dương Áo và ngược lại. Đây là tuyến xe buýt có cự ly 28,5 km thuộc trong chương trình trợ giá xe buýt của thành phố do Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chịu trách nhiệm khai thác và quản lý. Thời gian hoạt động hàng ngày của tuyến tại bến xe khách Thượng Lý bắt đầu từ 4 giờ 40 đến 18 giờ. Tại bến phà Dương Áo bắt đầu từ 5 giờ 50 đến 19 giờ 10 theo lộ trình. Bến xe khách Thượng Lý, đường Hùng Vương, cầu Tam Bạc, đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Nguyên Hãn, cầu Niệm, đường Trường Chinh, Quán Trữ, đường Lê Duẩn, DT360, trường Đại học Hải Phòng, ngã 5 Kiến An, đường Nguyễn Lương Bằng, ngã 3 Đa Phúc, DT361, cầu Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, DT362, ngã 4 Trà Phương, DT363, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, DT363, bến phà Dương Áo và ngược lại. Trên toàn tuyến có 94 điểm đỗ đón trả khách, bao gồm 47 điểm chiều đi và 47 điểm chiều về. Do được thành phố hỗ trợ nên tuyến xe này có mức giá vé rất rẻ, chỉ 13.000 đồng một vé một lượt. Giá vé tháng là 250.000 đồng một vé tháng. Giá vé ưu tiên gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, là công dân Việt Nam, 200.000 đồng vé một tháng. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn vé. Ngày 1 tháng 5 2022, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng đưa vào khai thác tuyến xe này. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 18B, bến xe Thượng Lý, bến phà Dương Áo với những nội dung như sau. Một là về thông tin tuyến, đơn vị khai thác tuyến là Công ty Đường bộ Hải Phòng. Số hiệu tuyến là 18B, cự ly tuyến là 28,5 km. Hành trình chạy xe gồm bến xe khách Thượng Lý, đường Hùng Vương, cầu Tam Bạc, đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Nguyễn Hãn, cầu Niệm 1, đường Trường Chinh, Quán Trữ, đường Lê Duẩn, DT360, trường Đại học Hải Phòng, ngã 5 Kiến An, đường Nguyễn Lương Bằng, ngã 3 Đa Phúc, DT361, cầu Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, DT362, ngã 4 Trà Phương, DT363, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, DT363, bến phà Dương Áo và ngược lại. Điểm đầu tuyến là bến xe khách Thượng Lý, điểm cuối tuyến là bến phà Dương Áo. Điểm dừng gồm chiều bến xe khách Thượng Lý đến phà Dương Áo, 1 là bến xe khách Thượng Lý, 2 đối diện trường dạy nghề xi măng, 3 đối diện ngõ 144 đường Hùng Vương, 4. Chân cầu Tam Bạc đường Hùng Vương, 5. Chân cầu Tam Bạc đường Nguyễn Đức Cảnh, 6. Nhà thờ Thiên Chúa đường Trần Nguyên Hãn, 7. Số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 8. Đối diện trường Cao đẳng Y, 9. Công ty xây dựng Bạch Đằng, 10. Số 376 đường Trần Nguyên Hãn, 11. Số 18 đường Trường Chinh,
12 đối diện bệnh viện trẻ em Hải Phòng. 13 số 520 đường Trường Chinh. 14 số 88 đường Trường Chinh, chợ Đầm Chiều. 15 số 110 đường Lê Duẩn. 16 số 232 đường Lê Duẩn. 17 cổng trường dạy nghề quân khu 3. 18 đối diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3. 19 đối diện ngõ 80 Trần Thiết Tâm. 20 số 269 đường Phan Đăng Lưu. 21 cổng khu văn phòng trường Đại học Hải Phòng. 22 cạnh cổng C trường Đại học Hải Phòng. 23 trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An. 24 đối diện trung tâm dạy nghề quận Kiến An. 25 số 328 Nguyễn Lương Bằng. 26 cổng làng Vũ Sơn quận Kiến An. 27 điện lực Kiến An. 28 đối diện chùa Quỳnh. 29 cổng làng Đậu Sơn. 30 số 821 Mạc Đăng Doanh. 31 số 36 ngã ba Đa Phúc. 32 số 54 DT361. 33 đối diện ngân hàng chính sách xã Đông Phương. 34 đối diện ngân hàng chính sách xã Đại Đồng. 35 đối diện công ty may Việt Hàn. 35 đối diện công ty may Việt Hàn. 36 đối diện hạt đường bộ Kiến Thụy. 37 chân cầu Đối. 38 Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy. 39 Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn. 40 ngã tư Cẩm La DT362. 41 ngã tư Trà Phương. 42 chùa Vĩnh Khánh. 43 chùa Trung Linh. 44 Ủy ban nhân dân xã Tân Trào. 45 cổng làng Ngọc Tỉnh. 46 cổng làng Đa Ngư. 47 bến phà Dương Áo. Chiều bến phà Dương Áo đến bến xe Thượng Lý. 1 bến phà Dương Áo. 2 cổng làng Đa Ngư. 3 cổng làng Ngọc Tỉnh. 4 Ủy ban nhân dân xã Tân Trào. 5 chùa Trung Linh. 6 chùa Vĩnh Khánh. 7 ngã tư Trà Phương. 8 ngã tư Cẩm La DT362. 9 Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn. 10 Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy. 11 chân cầu Đối. 12 hạt đường bộ Kiến Thụy. 13 công ty may Việt Hàn. 14 ngân hàng chính sách xã Đại Đồng. 15 ngân hàng chính sách xã Đông Phương. 16 đối diện số 54 DT361. 17 đối diện ngã ba Đa Phúc. 18 đối diện số 821 Mạc Đăng Doanh. 19 đối diện cổng làng Đậu Sơn. 20 chùa Quỳnh. 21 đối diện điện lực Kiến An. 22 đối diện cổng làng Vũ Sơn quận Kiến An. 23 đối diện 328 Nguyễn Lương Bằng. 24 trung tâm dạy nghề quận Kiến An. 25 đối diện trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An. 26 đối diện cổng C trường Đại học Hải Phòng. 27 đối diện cổng khu văn phòng trường Đại học Hải Phòng. 28 đối diện số 269 đường Phan Đăng Lưu. 29 ngõ 80 Trần Thiết Tân. 29 ngõ 80 Trần Thiết Tâm. 30 Bộ Tư lệnh Quân khu 3. 31 đối diện cổng trường dạy nghề Quân khu 3. 32 đối diện số 232 đường Lê Duẩn. 33 đối diện 110 đường Lê Duẩn. 34 đối diện số 88 Trường Chinh, chợ Đầm Chiều. 35
đối diện số 520 đường Trường Chinh, 36 Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, 37 đối diện số 18 đường Trường Chinh, 38 Bến Xe Niệm Nghĩa, 39 đối diện Công ty Xây dựng Bạch Đằng, 40 Cổng Trường Cao Đẳng Y, 41 đối diện số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 41 đối diện số 86 đường Trần Nguyên Hãn, 42 Vườn Hoa Tam Bạc, 43 chân cầu Tam Bạc đường Hùng Vương, 44 ngõ 144 đường Hùng Vương, 45 Vimcom Sở Dầu, 46 trường dạy nghề xi măng, 47 bến xe khách Thượng Lý. Biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động của tuyến. Bến xe khách Thượng Lý. Một, giờ xuất bến. Nốt 1, 4:40. 2, 5:10. 3, 5:40. 4, 6:10. 5, 6:40. 6, 7:10. 8, 7:45. 8, 8:20. 9, 8:55. 10, 9:30. 11, 10:05. 12, 10:40. 13, 11:15. 14, 11:50. 15, 12:25. 16, 13:00. 17, 13:35. 18, 14:15. 19, 14:55. 20, 15:35. 21, 16:10. 22, 16:45. 23, 17:20. 24, 18:00. Chuyến cuối cùng từ bến xe Thượng Lý đi phà Dương Áo. Bến phà Dương Áo đi Thượng Lý. Nốt 1. Và đến nốt 24. Nốt 1 là 5:50. 2 là 6:20. 3 6:50. 4 7:20. 5 7:50. 6 8:20. 7 8:55. 8 9:30. 9 là 10:05. 10 là 10:40. 11 11:45. 12 11:50. 13 12:25. 14 13:00. 15 13:40. 16 14:20. 17 là 15:00. 18 15:35. 19 16:05. 20 16:45. 21 17:20. 22 17:55. 23 là 18:30. 24 là 19:10. Chuyến cuối cùng từ phà Dương Áo về bến xe Thượng Lý. Thời gian hoạt động của tuyến bến xe khách Thượng Lý từ 4:40 đến 18:00 hàng ngày, bến phà Dương Áo từ 5:50 đến 19:10 hàng ngày. Tần suất hoạt động là 20 đến 40 phút một chuyến. Nhãn hiệu sức chứa màu sơn đặc trưng của phương tiện, nhãn hiệu Samco, sức chứa 21 chỗ ngồi và 19 chỗ đứng. Màu sơn đặc trưng là trắng, vàng và đỏ.
Giá vé lượt đồng hạng là 13 đồng một vé một lượt. Giá vé tháng là 250 đồng một vé tháng. Giá vé ưu tiên là 200 đồng một vé tháng. Đối tượng ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam. Miễn vé đi lại cho các đối tượng như trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng. Vậy thông báo cho mọi người nắm được để chúng ta đón xe đi lại được thuận tiện, dễ dàng. Rất cảm ơn công ty đường bộ Hải Phòng. Xin chào, tạm biệt.